quận tư là điểm nóng của Sài Gòn mình trong ngày hôm nay rồi đó, lên cấp độ 3 rồi. Đây là cái phố ốc của quận tư, con đường Vĩnh Khánh, phố ăn nhậu Vĩnh Khánh. Vậy chứ cũng nhiều quán đông lắm anh chị. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em lại quay trở lại với cô bác anh chị ở các clip này vào ban đêm của Sài Gòn, thời tiết se lạnh thưa anh chị. Và hiện tại bây giờ là 7:30 tối ngày 6 tháng 12 năm 2021. Và em xin mời cô bác anh chị trong buổi tối ngày hôm nay cùng với em đi ngắm cảnh Sài Gòn vào ban đêm. Phố xá lên đèn, quán xá rục rịch, ăn nhậu, hàng quán buôn bán rất là nhộn nhịp. Và em cũng xin được chúc cô bác anh chị và các bạn có một buổi tối Sài Gòn thật là an lành trong những ngày tháng chúng ta tiến gần đến mùa Noel cuối tháng 12. Và ngày hôm nay các xóm đạo thì cũng chưa có thật sự là rộn ràng cái không khí Noel thưa anh chị. Và chính vì vậy tối hôm nay em mời cô bác anh chị chúng ta đi cập nhật vài cái hình ảnh và vài cái thông tin ở Sài Gòn mình trong những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh nó như thế nào. Sáng hôm nay có một cái tin nóng hổi, đó là quận 4 đã nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3, tức là vùng cam thưa anh chị. Và 3-4 quận huyện khác ở Sài Gòn mình nâng cấp độ 1 thành cấp độ 2, có nghĩa là vùng vàng. Và hiện tại bây giờ thì em đang đứng trên con đường Nguyễn Tất Thành ngày hôm nay. Năm xưa có tên là Trịnh Minh Thế, hướng thẳng thì anh chị sẽ đi về cầu Tân Thuận, về kênh Tẻ đó anh chị, qua quận 7 ha. Còn phía sau lưng của em thì anh chị sẽ đi lên cầu Khánh Hội để chúng ta qua bến Bạch Đằng, trung tâm Sài Gòn. Và quận 4 là một trong những cái điểm nóng của Sài Gòn mình trong ngày hôm nay, với rất nhiều ca nhiễm và nâng cấp độ từ vùng vàng thành vùng cam rồi thưa anh chị. Cho nên tối nay em mời anh chị chúng ta cùng lang thang cập nhật cái cuộc sống ở quận 4, xem tình hình của bà con mình như thế nào. Rồi bây giờ em mời cô bác anh chị chúng ta lăn bánh chạy về ngã ba phía trước là con đường Tôn Đản và con đường Nguyễn Tất Thành. Chúng ta đi qua những cái con đường quen thuộc, Đoàn Văn Bơ, Đỗ Thành Nhân đó anh chị, rồi con đường Tôn Đản, con đường Xóm Chiếu hay con đường Hoàng Diệu ở của quận 4 ngày hôm nay. Ngay cái ngã ba này đây thì rất nhiều cái hình ảnh kỷ niệm, đường Tôn Đản và đường Nguyễn Tất Thành. Em mời anh chị chúng ta quẹo bên mé tay phải, chúng ta đi hướng về ngã tư Tôn Đản với Đoàn Văn Bơ, hay là đi về phố ẩm thực Vĩnh Khánh thưa anh chị. Đây góc này đường Tôn Đản. Em mời anh chị quẹo phải. Và có một cái điểm nóng trong ngày hôm nay nữa của Sài Gòn mình, đó là ca tử vong rất là cao. Hôm nay lên tới 92 ca, cao nhất từ hôm giờ. Gần còn có 8 ca nữa là chúng ta tới ngưỡng 100 ca rồi anh chị. Mà hôm nay chỉ có khoảng 1.001 ca nhiễm mới thôi. Những cái ca nhiễm ngày hôm nay thì anh chị thấy là nó chỉ dừng ở mức 1.500, 1.400, 1.001. Nhưng mà số ca tử vong liên tục tăng. Thưa anh chị, đó là một điều đáng lo, đặc biệt trong cái bối cảnh Sài Gòn mình đang chuẩn bị bước vào Noel, Tết Tây và những cái ngày cuối năm là những cái ngày nóng để chúng ta kinh doanh buôn bán. Thế mà bây giờ dịch bệnh chớm chớm. Hôm nay thì em thấy bên Thái Lan cũng công bố là có nghi ca nghi nhiễm là biến thể Omicron, mặc dù nó chưa có bằng chứng gì cho thấy nó nguy hiểm nhưng tốc độ lây lan của nó cực kỳ cao. Và đây là những cái hình ảnh trên con đường Tôn Đản, quận 4. Con đường được mệnh danh là vùng đất dữ. Vùng đất dữ quận 4 ngày nào. Ở đây thì bên phải chúng ta có con đường
Đoàn Văn Bơ đây anh chị. Đoàn Văn Bơ tức là Đỗ Thành Nhân năm xưa. Đỗ Thành Nhân, em mời anh chị cùng cập nhật một vài cái hình ảnh ở cái ngã tư này. Rồi em mời cô bác anh chị chúng ta qua ngã tư của con đường Đoàn Văn Bơ và con đường Tôn Đản này. Tí xíu nữa em sẽ quay ngược lại con đường Đoàn Văn Bơ bắt đầu từ Hoàng Diệu đó để thăm những cái hình ảnh và cập nhật cái tình hình của Sài Gòn tối ngày hôm nay. Em đang đi con đường Tôn Đản này là hướng thẳng về con đường Tôn Thất Thuyết thưa anh chị. Hàng quán buổi tối rất là nhộn nhịp. Và tối ngày hôm nay á, thì đây bên phải của em đây là con đường Tôn Đản đây anh chị. Không phải, xin lỗi anh chị, con đường Vĩnh Khánh, phố ẩm thực á. Chúng ta đi về Hoàng Diệu. Tí xíu nữa em cũng sẽ đi con đường Vĩnh Khánh luôn. Quận 4 ngày hôm nay ban đêm thì nó rất là nhộn nhịp thưa anh chị. Nhiều hàng quán buôn bán ăn uống, các bạn trẻ thường tập trung đi về đây. Đây là bánh bánh tiêu, bánh bao chiên, vịt nướng, lá mắc mật thưa anh chị. Quán ốc ha, quận 4 thì rất nhiều quán ốc. Tối hôm nay thì em cũng cảm ơn cô bác anh chị đồng hành với em trong cái clip này. Chúng ta chạy thật là chậm thôi. Từ từ. Quận 4 trong cái đợt dịch vừa rồi là một cái điểm nóng luôn anh chị. Điểm nóng. Rất là nhiều khu xóm, con hẻm, giăng dây, nhiễm ca nhiễm quá trời luôn. Nhưng mà bây giờ thì Sài Gòn mình mở cửa trở lại hết rồi. Và thấy quận 4 cũng rất là nhộn nhịp như chưa từng có dịch. Phố xá thì đông đúc, các quán ăn thì bắt đầu mở ra, đông người chen chúc nhau mua đó. Tôm càng, tôm hùm rồi nhìn rất là ngon. Đây, tờ ôm tôm, ốc, tôm, cua, ghẹ. Khu vực này rất nhiều thưa anh chị. Tối hôm nay thì cũng có một trận bóng đá trong cái giải AFF Cup, Suzuki Cup anh chị, ở khu vực Đông Nam Á. Rồi quán ốc này quá trời đông luôn. Cái đoạn này anh chị thấy cả hai bên đường ha, đều có rất là nhiều người buôn bán và các bạn trẻ ăn uống. Bây giờ 7:30 là cũng đẹp rồi đó. Giờ đẹp để các bạn trẻ đi chơi. Tuy hôm nay là thứ hai anh chị, chứ nếu mà thứ bảy, chủ nhật thì rất là đông nữa ha. Bánh canh cua này, bún chả cá này. Vui thôi, đừng vui quá anh chị. Ôi chỗ này anh chị thấy không, rất là nhiều người đứng chờ mua tôm, ốc, tôm. Quận 4 là điểm nóng của Sài Gòn mình trong ngày hôm nay rồi đó, lên cấp độ 3 rồi. Cập nhật một vài hình ảnh để cô bác anh chị so sánh như vậy thôi. Chúng ta biết được một cái đêm hoạt động mua bán như thế nào của cái vùng cam ha. Vùng cao nhất là vùng đỏ anh chị, vùng cam là vùng có nguy cơ cao rồi đó, còn vùng đỏ là nguy cơ rất cao rồi. Rất là sợ những cái cảnh tái phong tỏa lại như lúc trước. Tại vì thực tế bây giờ ở ngoài Hà Nội anh chị, bắt đầu người ta đã tái phong tỏa trở lại rồi đó. Một số những cái hoạt động gọi là không thiết yếu. Ở đây thì chắc là em mời anh chị chúng ta quẹo qua con đường này, là con đường Vĩnh Hội mà anh chị. Vĩnh Hội, đúng rồi, Vĩnh Hội này. Đi thẳng thì chúng ta tới Tôn Thất Thuyết thôi. Và chiều ngày hôm nay thì em thấy là nước vẫn còn lên loáng luôn, nước ngập rất là nhiều.
Bây giờ em mời anh chị chúng ta chạy ra con đường Hoàng Diệu ở trên, theo con đường Vịnh Hội này, chúng ta đi ra con đường Hoàng Diệu, sau đó chúng ta vào con đường Đoàn Văn Bơ, tức là Đỗ Thành Nhân ngày xưa anh chị, Đỗ Thành Nhân. Còn đường Tôn Đản thì ngày xưa là Tông Đản, tức là tên đúng của nó là Tông Đản. Nhưng mà bây giờ thì Sài Gòn mình có nhiều cái tên bị đọc sai, viết sai rất là nhiều. Đọc dần dần thuận miệng người ta đọc quen luôn anh chị. Đá Banh. Tối hôm nay chắc có lẽ là những cái con phố mà quán nhậu, mà dạng quán nhậu coi bóng đá đó, rồi các quán cà phê đó rất là đông. Nhưng mà hôm nay em chọn về quận 4 là bởi vì muốn cập nhật đến anh chị cái điểm nóng của Sài Gòn mình tối hôm nay nó như thế nào. Quận 4 bây giờ thay đổi nhiều thưa anh chị, hàng quán, ăn uống, nói chung là nhộn nhịp hơn xưa rất nhiều. Và quận 4 thì nó cũng nhỏ thôi, không có lớn lắm đâu. Nhưng mà cái độ mà vui chơi, ăn nhậu ở đây thì là cũng thuộc cái dạng là top đầu của Sài Gòn mình á. Có quán cà phê là đều có người ngồi uống cà phê qua đá banh nha. Noel thì sắp tới rồi, lúc nãy em có chạy ngang nhà thờ xóm Chiếu thì thấy chưa có trang trí gì các anh chị, chưa có trang trí cái gì cả. Nói chung là ngày hôm nay chỉ có một số nhà thờ có trang trí sớm, còn lại đa số là em thấy im lìm cho tới hiện tại ha, chưa có hoạt động gì nhiều. Con đường này là con đường Vĩnh Hội các anh chị. Đi thẳng thì chúng ta chạy ra con đường Hoàng Diệu anh chị nha. Em mời anh chị ra con đường Hoàng Diệu luôn. Sau đó chúng ta đi từ Hoàng Diệu chúng ta chạy về Đoàn Văn Bơ. Hôm nay là Việt Nam đá với Lào thưa anh chị. Đó. Em cũng mê bóng đá lắm, nhưng mà thôi, tối nay dành ra một ít thời gian. Với lại cái trận đá với Lào thì chắc là nó cũng bình thường thôi, cũng không có hot đâu. Em muốn dành ra một vài khoảng 40 phút, 30 phút mà anh chị đi ngắm cảnh Sài Gòn. Quận 4, đây, bên trái là chúng ta lên cầu Kênh Tẻ qua quận 7 đó. Tuy nhiên ở đây là có một con lương ở giữa nha, có một cái rào chắn ở giữa, chúng ta không có đi qua được, không có quẹo trái được đó. Bây giờ thì em quẹo phải, quẹo phải mời anh chị chúng ta đi về Hoàng Diệu. Bán hoa đây nè anh chị, khoai lang béo sốt mè. Wow, nay Sài Gòn có nhiều món lạ quá. Đây, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn. Con đường này thì em cũng ít chia sẻ đến anh chị nè. Hôm nay sẵn tiện chia sẻ cái đoạn này luôn đó. Hướng này thì anh chị sẽ đi con đường này có tên là Khánh Hội. Anh chị chạy ra con đường Bến Vân Đồn và đi về cầu Nguyễn Văn Cừ luôn cũng được. Bến Vân Đồn cũng lâu rồi em chưa có đi anh chị ha. Chắc hôm nào ngày mai hoặc ngày mốt gì đó, nếu có đi ban đêm em sẽ cập nhật Bến Vân Đồn. Nhà cho thuê cũng nhiều lắm anh chị. Không biết cho tới khi nào những cái mặt tiền kinh doanh buôn bán mới hồi sinh á. Thật sự bây giờ rất là nhiều nhà bỏ trống cho thuê không được. Ngã ba này là bên phải là con đường số 41. Vậy nếu chúng ta chạy thì chúng ta về huyện Hữu Hào, ở ngay khu vực chợ Hạng Phân đó. Rồi, em bắt đầu đi thẳng tiếp tục về Hoàng Diệu.
để bán quần áo ngoài đường ha, treo một vài cái trên xào bán như vậy. Con đường này thì nhiều doanh nghiệp, nhiều công ty, ngân hàng, ít quán ăn lắm. Cái đoạn này nè anh chị, nên tối anh chị thấy người ta đóng cửa nghỉ hết ha. Bắt đầu qua Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Tôn Đản, Xóm Chiếu mới là cái khu ăn nhậu sầm uất. Và thật sự thì những cái con đường đó thì nó xô bồ á anh chị, kiểu xô bồ. Nhà cửa thì cũng rối rối mắt vậy đó. Còn những cái con đường nó khang trang như thế này thì chủ yếu là công ty, ngân hàng là chính. Đó. Ít quán ăn, ít có nhậu nhẹt đó, nên anh chị thấy là tối thì nó vắng. Quận Tư mà con đường nào cũng như thế này thì tối là cũng không có gì để mà xem luôn anh chị. Phía trước anh chị đây là Hoàng Diệu. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải nha. Mời cô bác anh chị quẹo phải cùng với em. Chúng ta đi về Đoàn Văn Bơ. Lúc nãy là em đi Tôn Đản rồi ha. Bây giờ em chạy về Đoàn Văn Bơ. Và nếu mà có thời gian thì ghé ngang vị trí nhà của chú Khuê, hình như là 339 cái chỗ chợ Cầu Cống anh chị. Em cũng về thăm lại luôn cái con đường Đoàn Văn Bơ trọn vẹn tối nay xem. Trời ơi, thạch nhổ bừa bãi quá. Có mấy ông mới thấy đó, anh biết anh chị có thấy không? Mùa dịch mà kéo khẩu trang ra làm một bãi xuống đường, nhiều khi người đi sau hứng trọn. Khổ thiệt chứ. Cái này là thuộc về cái hệ ý thức là anh chị. Ý thức hệ rồi. Không biết phải nói như thế nào. Những cái cây người ta gắn đèn led lên thấy sáng quá. Chỉ có tới cái mùa Noel là mới thấy như thế anh chị, mới thấy đèn giăng nhiều. Đây là những cái tiệm thuốc ha, những tiệm thuốc ở quận Tư. Mà những cái mùa phong tỏa thì chỗ này nó đông thôi rồi luôn. Ở bên trái em ở đây là những dãy nhà của cư xá Bình Hội. Chút xíu nữa còn thời gian thì cũng mời anh chị chạy về đó, tại vì cư xá Bình Hội cũng nhộn nhịp lắm thưa anh chị. Nhộn nhịp lắm. Bên tay trái của em là cầu Ông Lãnh, chúng ta đi qua ngã 6 Phù Động này về trung tâm Sài Gòn. Ở những cái điểm nóng của quận Tư về dịch bệnh đó thì ngay cả trong cái đợt phong tỏa và ngoài, tức là hiện nay này, thì bây giờ vẫn là những cái con đường như Đoàn Văn Bơ, Xóm Chiếu, Tôn Đản thế anh chị. Còn những cái con đường như Hoàng Diệu như thế này, Thánh Hội lớn lớn như thế này thì ít lắm, không có nhiều. Bên trái em ở đây là chợ Hãng Phân, con đường Nguyễn Hữu Hào anh chị. Thật sự nếu mà đi vào ngày thứ bảy chủ nhật thì nó sẽ rất là đông. Nó đông hơn rất là nhiều như thế này. Nhưng mà hôm nay thì cũng là một cái buổi tối mà có nhiều cái biến động về tình hình dịch ở Sài Gòn. Em chọn quận 4 làm cái vị trí mà anh chị đi lang thang cùng với em. Đây bên phải em là trường Nguyễn Huệ nha. Ở đây là phố Vĩnh Khánh, ẩm thực Vĩnh Khánh. Đây thưa anh chị, hay là em quẹo vào phố Vĩnh Khánh đi ha. Cập nhật phố Vĩnh Khánh liền rồi đến anh chị này. Chỗ này chúng ta quẹo phải luôn cho nó nhanh. Đây, phố Vĩnh Khánh trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa anh chị, có nhiều quán nhậu và có thể là có bóng đá. Các quán cà phê ở đây thì ít lắm, chủ yếu ở đây là quán nhậu thôi. Chủ yếu ở đây là quán nhậu. Ở ai người ta cũng chào mời khách hết trơn á. Mình đi mà riết mình cũng mệt luôn. Ai người ta cũng kêu hết đi. Ta chào đón khách. Tối thứ hai thì như thế này thôi anh chị, không có quá đông. Các quán nhậu tối thứ hai thì cũng tùy quán, có quán đông, có quán vắng. Đó, bên phải em là quán đông nè. Trái cũng đông luôn nè. Ốc loan. Đây là cái phố ốc của
quận 4, con đường Vĩnh Khánh, phố ăn nhậu Vĩnh Khánh. Vậy chứ cũng nhiều quán đông lắm anh chị, quá trời đông ở chứ. Cũng nhiều quán đông lắm. Chú này đi hát nè, đi hát kẹo kéo rồi đó anh chị thấy không. Quá trời quán đông quá chứ. Rồi em mời anh chị đi tiếp nha. Chạy như thế này thôi. Chúng ta cập nhật vài cái hình ảnh ở cái khu vực phố ẩm thực Vĩnh Khánh. Tí xíu nữa thì 8 giờ, 9 giờ thì có lẽ là cũng nhộn nhịp hơn như thế này. Thật sự là cũng rất là lo anh chị, với tình hình dịch bệnh ngày hôm nay đang còn diễn biến phức tạp quá. Thấy tối tối nhiều quán nó đông quá, nhiều khi mình cũng sợ. Lên đèn sáng trưng anh chị, đẹp quá ha. Bên phải của em này, quá trời đông luôn, ốc chili đây đấy này, bên phải đây này đang còn đá banh, đang còn đá banh chưa có bàn thắng thôi anh chị. Em cũng mê đá banh nên nhiều khi nhìn cũng ham lắm. Quán quá trời ha. Đó. Vui quá vậy. Vô rồi. Vô rồi. Vui rồi anh chị. Vô rồi anh chị ơi, vô một quả này. Vỗ tay quá trời luôn. Tự nhiên cái đi thấy mấy quán người ta la làng lên, mình thấy mình cũng rần. Cái này bên này có nguyên một cái màn hình projector bự luôn. Đó. 1-0 rồi, mới có mấy phút mà. Đâu hình như cũng 20 mấy phút rồi. Như là 7 giờ 30 phút là bắt đầu. Đó, một vài hình ảnh phố ốc có trận bóng đá nữa. Trời ơi, nghe nó lần lần nó vui. Rồi bây giờ em đi tới cuối đây là đường Tôn Đản rồi anh chị này. Em sẽ chạy tiếp tục cái con đường Đoạn Văn Bơ nha. Quẹo trái, xuống đây chúng ta sẽ quẹo trái, chúng ta đi qua Đoạn Văn Bơ. Đoạn Văn Bơ thì có hai đoạn, là tính ra ở đây có một đoạn của bên trái, một đoạn của bên phải trên con đường Tôn Đản đó anh chị. Tôn Đản ở đây quẹo phải thì anh chị đi về lại con đường Vĩnh Khánh lúc nãy đó, Vĩnh Hội chứ. Vĩnh Hội. Bây giờ quẹo trái đây chúng ta về đường Đoạn Văn Bơ. Nhưng mà từ đường Đoạn Văn Bơ này nó lại có hai nhánh ha. Trên đường Tôn Đản có hai nhánh. Một nhánh bên phải thì chúng ta chạy về xóm Chiếu, một nhánh bên trái chúng ta ra lại Hoàng Diệu. Thì bây giờ em sẽ quẹo phải trước chút xíu nữa, em quẹo ngược lại Đoạn Văn Bơ ra Hoàng Diệu sau. Đây thưa anh chị. Đâu, ở đây nha. Đoạn dưới này thì nhỏ hơn và tối cũng vắng vẻ hơn á.
Cái này thì em mời anh chị về cái khu chợ Cầu Cống. Đoàn Văn Bơ đã trải qua những cái chuỗi ngày hết sức là gian nan trong cái đợt phong tỏa dịch bệnh vừa rồi. Bây giờ bắt đầu quận 4 lại trở thành một cái khu vực điểm nóng nữa. Chín số 339 thì phải. Đoàn Văn Bơ cũng đông đúc nhộn nhịp với anh chị, buôn bán quá trời. Karaoke nhậu vui lắm anh chị, thôi kệ tới đâu tới kiểu vậy đó, tới đâu tới. Ở đây thì em vô xóm chiếu rồi nha. Ở đây số đang là số lớn 400 500 rồi. Vậy là số 339 thì nó nằm ngược lại ở hướng đi ra đường Hoàng Diệu, tí xíu này em sẽ quay lại. Ở đây bây giờ em chạy về khu vực nhà thờ xóm chiếu thôi anh chị. Chỗ đó là khu vực chợ 200 á. Ở đây tối cũng buôn bán sáng đèn, nhậu nhịp á, nhậu vài ba chai bia ngồi nhậu trước nhà nguy hiểm lắm anh chị. Mặc dù biết là bây giờ phải kinh doanh buôn bán mở cửa làm ăn như ngày xưa nhưng mà thấy cũng lo. Giờ chuyển qua vùng cam luôn rồi. Những cái khu xóm này là những cái khu xóm mà rất là nhiều rất là nhiều cái ca nhiễm đó anh chị. Đây con đường xóm chiếu, xóm chiếu đây em quẹo bên máy tay phải anh chị ha. Rồi em mời anh chị quẹo phải. Xóm chiếu em đang đi về khu vực con hẻm 200 vào nhà thờ xóm chiếu thưa anh chị, để xem tối nay có nhộn nhịp hay không. Trên con đường này cũng nhiều quán ăn lắm nha, tối tối quán ăn ở trên khu vực quận 4 này thì đa số những cái xe đẩy, những cái quán vỉa hè là thôi mà đông lắm. Hai trăm xóm chiếu chợ 200 399 hôm nay là trái chắc về nhà bác Khuê, chú Khuê. Một vài hình ảnh của quận 4 trong cái buổi tối ngày hôm nay thưa anh chị. Chúng ta chuẩn bị ghé về con hẻm 200 đường xóm chiếu. Có cái khu phố ẩm thực ăn uống. Trời này lạnh, bắt đầu có dấu hiệu của những cái cảm cúm anh chị. Nhiều khi nó giống như là
bị bệnh á, nó giống như bị bệnh Covid á, trời ơi quại lắm. Đây rồi, phía trước bên trái là hình như chúng ta vào nhà thờ xóm Chiếu thì phải. Không, bên trái là vào, bên phải mới vào nhà thờ. Đó, để em đứng em ngắm coi, ngó lại coi. Nhiều khi không, mất nó hơi mất phương hướng một tí. À không, bên trái đúng rồi, vào nhà thờ xóm Chiếu. Bên phải đây thì chúng ta đi luồn lách những con hẻm, chúng ta lại đi ra còn con bơ. Đông đúc nhộn gì con anh chị, quá đông đúc nhộn nhịp luôn chứ, ăn uống quá trời này. Nhiều quán ăn lắm luôn. Ồ, ở đây có những nhà người ta tự trang trí Noel này anh chị, bên phải của em có mấy quán này. Trời, cơm gà ha, quá trời đông. Thật sự quận tư rất nhộn nhịp thưa anh chị. Tối là thôi chứ, hôm nào thứ bảy chúa nhật em chạy về về quận tư. Ở đây thì những cái con hẻm chúng ta lại đi ra đường Đoàn Văn Bơ. Chắc là em đi luôn chứ bây giờ không lẽ quay lại, quay lại con đường Đoàn Văn Bơ thêm đoạn nữa thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian thưa anh chị. Đi tặng cái con hẻm này luôn ha. Đó, con hẻm này là vẫn là con hẻm 200 nha anh chị. Hẻm hơi nhỏ đó. Đây người ta cũng có buôn bán, ban ngày người ta cũng buôn bán giống như cái chợ luôn á. Kẹt rồi đó. Ôi, anh chị thấy những cái con hẻm nhỏ nhỏ mà rất là đông người đi không? Ở đây em thấy có cái hướng quẹo trái mấy anh ráp ảnh chạy. À, bên phải là có cái đám tang. Qua đây con hẻm số mấy đây? Mời anh chị đi luôn, đi trong hẻm ban đêm. Đây có một chú bán gì đây, nem lai vung hay sao á, có chữ lai vung 25.000 một cây. Rồi ở đây em vừa bấm cái tay phải ha. Đó, trong này có cá lấu. Qua đây hẻm số mấy rồi, trời ơi đi hồi không biết đang đi đâu luôn anh chị. Hẻm số 243 rồi ha. Con ở trong này bán bánh đồ cũng quá trời luôn. Đồ ăn cũng nhiều, xe dựng mua đồ ăn. Đây ra Đoàn Văn Bơ rồi thì phải, mừng quá. Em vào trái đây thưa anh chị, đi lên Hoàng Diệu ha. Tối nay thì lang thang quận tư với rất là nhiều con đường. Ô không phải, à, ra đường Tôn Đản anh chị, Tôn Đản. Thôi em quẹo ngược lại, đây là phố Bình Khánh này. Xích đụng ông kia đó. Ông bẻ cua qua bên này quá này, ông đang đi qua đường em cũng để ý. Ủi con phát là mệt luôn. À, cá viên chiên nước mắm. Rồi ở đây thì không phải, em nhầm rồi. Đông nhộn nhịp luôn. Anh chị thấy không?
tới tối những cái con đường như Tôn Đản này đây thì thôi chứ tha hồ luôn, ăn uống nhậu nhẹt. Chúng ta không nên chủ quan trên gì. Với cái tình hình dịch bệnh như thế này thì có đôi khi cuối năm nay là mất Tết nữa. Mất Tết, mất Noel. Rất là nhộn nhịp anh chị, hàng quán hai bên quá trời, các bạn trẻ ngồi ăn luôn. Tôn Đản đêm nay coi bộ đúng à, vùng cam đó anh chị, vùng cam vẫn rất là nhộn nhịp ha. Đây chúng ta có con đường bên trái là đường gì đây, tôi chạy ngồi thấy là quắc rồi trời. Đây là Vĩnh Khánh, ở phố Vĩnh Khánh đây. Hồi nãy vậy là em chạy ra ngoài Khánh Hội, không phải đường Vĩnh Hội rồi, Khánh mới là ở đây. Rồi em quẹo qua đây đoàn Văn Bơ đây nè anh chị, Đỗ Thành Nhân nè. Không biết cái chỗ nhà của chú Khuê ở đâu, kiếm thử coi. 56 Tôn Đản 368 339 là đi lên nữa. Đi thẳng thì Tôn Đản anh chị ra đường Nguyễn Tất Thành, Đình Minh Thế anh chị. Đây 368 364 có thể là nhà của chú Huê chuẩn bị đi. À, con sẽ đi ngang qua hướng này thì em đang chạy về đường Hoàng Diệu thưa anh chị. Đó, một đêm quận tư đó, đâu rồi, tối quá, 332 rồi, chết lố rồi, 324 lố rồi, 339 rồi. Ở đây mà quay lại là hơi bị mệt. Tối tối mê nhìn đường quá, một cái thì lại lố mất tiêu. Ba ba sáu bên phải của em, 36 rồi nửa số đâu hết trơn hết trọi, quá thiệt chứ. 339 là nằm bên máy tay trái, trời em bị nhầm thưa anh chị. 311, 309 để tìm đường mà tìm như vậy là tiêu rồi. Đây, 319 329 333. Ôi, 339 không lại nằm bên kia nữa. Đường là Văn Bơ nó rất là nhỏ. Nằm bên kia rồi. Em chạy qua một tí anh chị, ồ đông quá trời luôn. Ba ba năm đây rồi, như vậy là bên này là 339 nè. 335, 339. 337, 339 đây. Không biết có phải không, con gửi đến chú Khuê một vài hình ảnh ha. Con cũng không biết có chính xác hay không nữa.
có gì chú Khuê góp ý cho con. Trời, nó nằm ở đây mà nãy giờ mình đi kiếm tùm lum. Thôi con quay lại, mời cô bác anh chị chạy một đoạn bằng băng bơ nữa chúng ta hướng ra Hoàng Diệu. Xe rất là đông luôn á, con đường này nó nhỏ, cũng cua lại rồi cũng căng thẳng lắm ấy chứ. Leo lề luôn nè. Một đêm phải nói là sao quần quận tư. Rồi em chạy hướng này, chạy ra đường Hoàng Diệu thưa anh chị. Cũng chưa đi hết nữa, mới đi có một xíu anh chị thấy không, vậy mà cũng 30-40 phút rồi, hết giờ rồi. Lại phải hẹn cô bác anh chị thêm ở những cái clip sau để đi những cái con đường khác. Chợ Cầu Cống là ở đó rồi đó, mà hồi nãy là em đi loạn cả ngầu hết trơn. Tối. Chỗ này thì nó hơi tối một tí anh chị. Dép người ta đổ đóng, người ta bán giày dép. Đây thì ban ngày là một cái chợ rất là nhộn nhịp, bán nhộn nhịp lắm. Bây giờ những cái chợ này còn nhộn nhịp hơn cả chợ Sóng Chiếu nữa đó cho anh chị. Ban đêm thì người ta dọn dẹp hết nè, nó hơi dơ một tí thôi. Có những quán ăn thì người ta bán tới khuya. Trái là chùa Tường Quang. Đó là một vài cái hình ảnh của Xóm Chiếu. Bên phải đây anh chị chạy qua chợ Xóm Chiếu ha. Tối tối ở đây người ta cũng ăn uống rất là nhiều luôn. Đó, quán ăn nè. Cũng vui nhộn. Rồi đây là ngã tư Xóm Chiếu và Hoàng Diệu anh chị. Chúng ta đi thẳng thì ngã tư Đoàn Văn Bơ với Hoàng Diệu chứ, em xin lỗi. Chúng ta đi thẳng thì chúng ta lên cầu Ca Mét thì phải. Ta qua bên kia chợ dân sinh. Rồi em xin được quẹo bên mé tay trái đây. Ở đây thì có một cái quán cơm tấm này, anh chị có thể thấy ở đông. Người ta đang nướng sườn này. Khói nghi ngút luôn. Hướng này thì em đang chạy về lại con đường Khánh Hội. Về hướng chợ Hạnh Phân nên gì. Và chắc ngay vị trí này em cũng xin được kết thúc cái clip của mình. Tối hôm nay mời chị về quận 4 cập nhật cái tình hình của cái điểm nóng dịch bệnh Covid đang tràn lan, chuyển qua vùng cam rồi. Và thấy cái cuộc sống của bà con mình cũng rất là nhộn nhịp thưa anh chị, đặc biệt là những cái con đường như Tôn Đản, Xóm Chiếu, Vĩnh Khánh. Thôi thì em cũng cầu mong cho cái tình hình nó không có đến nỗi nào và nó tệ hơn nữa. Chúc cô bác anh chị và các bạn một đêm an lành. Em hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.